hỗn loạn năng lượng vì sử dụng sai vật phẩm phong thủy. Hôm nay Quảng Tâm Phong Thủy Kinh Doanh lại tiếp tục chia sẻ cho anh chị em một cái trường hợp mà Quảng Tâm đã xử lý. Câu chuyện hôm nay là chị chủ doanh nghiệp là ở quận 7. Chị có hai công ty, một công ty về bất động sản và một công ty về vận tải. Cho nên chị thường xuyên đi công tác nước ngoài. Và chị có một cái đam mê, đó chính là thường xuyên thỉnh những cái vật phẩm phong thủy, những vật phẩm mang yếu tố về cầu tài lộc, về may mắn, bình an và sức khỏe. Cứ sau mỗi chuyến đi, sau mỗi công tác thì chị lại mua về đặt ở trong cái văn phòng của mình. Thì sau một thời gian thì chị không hiểu được tại sao là chị và nhân viên lại thường xuyên bị những cái bệnh lặt vặt, và từ đó nó kéo theo là cái công việc nó cũng không được thuận lợi. Thì chị mới tìm đến Quảng Tòng và nhờ Quảng Tòng hỗ trợ. Thì khi mà Quảng Tòng vừa đến cái công ty của chị là Quảng Tòng nhận ra một điều, đó là công ty của chị nó đặt quá nhiều cái vật phẩm phong thủy. Mà bên cạnh đó, những vật phẩm mà chị đem về là phần lớn là vật phẩm về bằng kim khí, cho nên cái âm khí nó rất là nặng nề, nó làm cho cái từ trường và cái năng lượng ở trong cái văn phòng với công ty của chị nó bị hỗn loạn. Điều đó nó ứng với cái việc là năng lượng của chị và nhân viên ngày càng bị xuống thấp, làm cho thường xuyên bị những cái bệnh lặt vặt, rồi kéo theo cái công việc nó không có được thuận lợi. Thì Quảng Tòng mới đưa ra một cái hướng giải quyết. Thứ nhất là chúng ta nên dẹp bỏ hết đi, để cho tái tạo lại cái năng lượng về lại cái ban đầu. Hoặc là cái thứ hai là Quảng Tòng đề nghị chị là di chuyển hết tất cả những cái vật phẩm phong thủy mà chị đã thỉnh về, đã mua về, để đem lên một cái tầng riêng để chị có thể là ngắm, tại vì đây là một cái đam mê của chị. Và thứ ba là Quảng Tòng hướng dẫn đặt những cái vật phẩm mà nó phù hợp với vấn đề về kích tài lộc và đem đến cái sự sức khỏe và trí tuệ dành cho chị và nhân viên. Thì sau 3-6 tháng thì chị có phản hồi là hiện tại là công ty của chị là nhân viên và chị sức khỏe đều ngày càng tốt hơn, và công việc cũng ngày càng đi vào cái sự thuận lợi. Như vậy anh chị em sẽ thấy, nếu chúng ta đặt sai vật phẩm phong thủy, nó sẽ làm cho chúng ta bị hỗn loạn cái năng lượng, làm cho chúng ta gặp nhiều cái khó khăn về cái công việc và sức khỏe. Nếu anh chị cần tư vấn hỗ trợ về việc đặt cái vật phẩm phong thủy, anh chị hãy comment, Quảng Tòng sẽ tư vấn hữu duyên cho anh chị.